Khi nào mà tự dưng cuộc đời vật ngã bạn một cái thì hãy nhớ là bằng niềm tin không lung lay, bạn đổi thay cuộc đời. Và với ước mơ khát khao, bạn xây mộng lớn lao. Nhìn lại từ điều nhỏ bé mỗi ngày miệt mài đã thành một hành trình dài bạn đang bước tiếp. Nụ cười vì thêm ấm áp, sung túc trong ngôi nhà. Và thêm đóa hoa xinh tươi bạn mang đến cho mình. Làm việc thật nhiều để bạn vươn xa hơn, để bạn bay cao hơn, để bạn có thứ xứng đáng hơn. Ngọt ngào ngày mai. Đừng bỏ cuộc nhé.